Bên đó con nói cho bác nghe rõ không? Rồi, nghe rõ Con lắm, nói nghe không? nghe rõ, tốt, nghe tốt lắm. Thì Rồi. lần đầu tham gia diễn đàn của bác thì trước giờ thì cũng cũng thấy những cái live trực tiếp của bác, nhưng mà cũng bức xúc cái vấn đề liên quan ở đất nước, một Đúng số rồi. thành phần mà nó chống phá. Rồi. Mình thì cũng 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 bực, cũng tức, nhưng Nè. mà cái chia sẻ trên cái trang mạng để cho bà con nhân dân ở Hải Ngoại ta biết á, thì có nhiều cái cũng cũng nhiều cái luồng tin tức thì nó nhiều trái chiều, nó nhiều và nó có cái sự trái chiều nhau, cho nên là cái người mà để nhận biết được cái vấn đề đó, mà thật sự cái người Việt ở bên hải ngoại á, đặc biệt ở Mỹ á, thì họ không có muốn tin vào cộng sản, họ không muốn tin vào cộng sản, họ không tin được vào cái sự nhân văn của cái chế độ, và đặc biệt là cái chế độ cái người Việt Nam, cái tính nhân văn, cái tính nhân đạo của người Việt Nam. Cao lắm. À, mà cái chế độ cộng sản của Việt Nam hiện nay là kế thừa cái tinh hoa của dân tộc từ ngàn xưa tới giờ. Ngày xưa cũng vậy, ông cha ta đánh giặc Trung Quốc dù thắng vẫn tha về, vẫn cấp lương thực, ví dụ như là Lê Lợi, Quang Trung, nhiều cái anh hùng dân tộc đã từng thắng giặc, kể cả nhà Trần 3 lần đánh thắng Nguyên Mông thì cũng thế, thắng xong vẫn tha về chứ không giết, đuổi cùng giết tận. Cái tính nhân đạo đó thì Chúng mình cộng chịu. sản bây giờ cũng là kế thừa Ê tao nói đó. hài, ê tao nói hài một chút, cái kiểu giống như đánh bài thua thôi, cho mày tiền xe mày về. Đúng, cũng phải cho. Đúng rồi, con nói đi. Cho nên nó là cái mấy bây giờ con cũng đọc trên mạng cũng thấy là cái việc chính phủ Việt Nam, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tha tù trước thời hạn cho Phương Minh Nghiễn. À, thì mới vừa về tới Mỹ là đã có cái sự trở cờ là quay qua chữ cộng sản. Hay là Cái vấn đề này tao thắc mắc chút xíu cái này, có nghĩa là gì? Khi người ở Việt Nam mình học, tao không rành lắm, nhưng mà có gì tao hỏi mình biết mà trả lời không biết. Thí dụ họ muốn tha tù cho một người nào đó thì chắc chắn là sẽ có một cái biên bản cam kết anh không được quyền tái phạm nữa, hoặc là anh ta có một cái gì đó tôi gọi là theo bản cam kết, thì có một cái hộp, nó nôm na là có một bản coi như là kiểm điểm đại khái là nói chung là không được làm những cái chuyện nữa, không xâm phạm quốc gia, không, vì đó là những cái chuyện mà anh đã làm ra anh bỏ qua đại khái, thì phải có một cái bản đại khái cũng giống như cái bản mà coi như là kiểm điểm như đại khái. Tao không rành cái gì lắm, nhưng mà tao hỏi mày chắc chắn là phải có cái tờ giấy đó. nói chung là nói với bác vậy này, cái việc mà cái tính nhân đạo của chính phủ Việt Nam mà đối với cái tù nhân á, thì đối với tù nhân trong nước á thì nó sẽ có cái khác. À, và tù nhân mà có yếu tố người nước ngoài nó sẽ khác, mà những cái trường hợp này nó cũng liên quan tới cái vấn đề chính trị, cho nên là không có phải tự dưng mà tù kêu án 12 năm. À, mà mới có 2 năm mà thả tù, thả ra, tại vì ít nhất á thì cũng phải là 1/3 hoặc nửa thời gian người ta mới xem xét giảm án. Ví dụ như anh là 12 năm, anh dù như ví dụ như tù Việt Nam mà ở kêu án 12 năm thì anh ở ít nhất 6 năm người ta mới giảm án. Có nghĩa là mỗi năm vào cái dịp ngày Quốc Quốc khánh. khánh hoặc là ngày 30/4, ngày giải phóng miền Nam á, hoặc là ngày Tết âm lịch, là trong 3 cái ngày đó là nhà nước sẽ xem xét giảm án. Ví dụ như anh đang còn 6 năm, con nói ví dụ như ở 12 năm, ở 6 năm rồi, năm thứ nhất thì người ta sẽ giảm cho anh 6 tháng, có nghĩa là anh còn phải ở là 5 năm 6 tháng. Cái qua năm thứ hai người ta thấy được, cái người ta giảm 1 năm nữa, thì tính ra anh giảm được 5 rưỡi. Rồi năm thứ ba nữa cái người ta thấy là cái về của anh đó, như vậy là người ta xóa luôn, là có nghĩa là anh ở khoảng chừng cỡ 8 năm, tầm tầm 8 năm cái anh ra. À, thì đó là đối với cái công dân người Việt Nam. Chứ còn ví dụ như mà công dân Việt Nam mà kêu án 12 năm tù mà 2 năm ra là không có. Chẳng qua nó liên quan tới yếu tố nước ngoài hoặc liên quan tới yếu tố chính trị. Ví dụ như trước đây là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. À, sau khi ở được 5 2 năm được chính phủ Mỹ mà tổng thống Trump với lại phu nhân qua là được cái sự can thiệp của phu nhân tổng thống Mỹ mới tha tù rồi mới mới đưa qua Mỹ. Còn đối với Phương Nghiễn này á thì lý lịch của Phương Nghiễn thì bản thân con thì cũng không có nghiên cứu kỹ, nhưng mà liên quan tới cái việc chống phá đất nước mà ra tù trước thời hạn thì chắc có lẽ rằng là liên quan tới cái vấn đề chính trị và sự can thiệp của chính phủ Mỹ. Rồi Mà bác thấy là ngày hôm nay
Có anh Peter. là ngày hôm qua là tới Bộ Ngoại giao Việt Nam là thông báo là ngày hôm nay 29 và 30 là Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ là thăm Việt Nam, là chuyến thăm bất ngờ. Có Đúng nghĩa rồi. là ngày hôm nay đi thăm mà ngày hôm qua mới thông báo, có Rồi. nghĩa rằng là một cái chuyến thăm bất ngờ, nó có cũng có thể là có nó nhiều cái liên quan. Tại vì hiện giờ Mỹ đang trong cái cuộc cử thì liên quan tới nhiều vấn đề, mà cái sự ủng hộ của Việt Nam đối với Mỹ á, là Mỹ rất là cần. Mỹ cần về phương diện chính trị, tại vì Việt Nam, con nói bác là Việt Nam á, là cái địa chính trị của Việt Nam nó quan trọng ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Châu Á Thái Bình Dương, tại vì bây giờ bác có thấy đây, khu vực châu Á Thái Bình Dương thì có những nước lớn như Nga, Trung, nhưng mà mấy ông đó thì Mỹ chơi không vô. Mà Việt Nam cái lợi thế ở Biển Đông là rất rất là quan trọng, cho nên Mỹ cũng muốn chơi bắt tay thân thiện với là Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Thì cho nên là Việt Nam cũng muốn đáp lại cái thành tình đó, thì trên cơ sở đó là những tù nhân chống phá đất nước mà có quốc tịch Mỹ thì chính phủ Việt Nam tha trước thời hạn. Đó là một cái sự nhân đạo, một sự nhân đạo, dù gì cũng là con cháu của người Việt. Nhưng mà những kẻ đó không hiểu không biết, vừa về tới nước Mỹ là quay ra chống phá, chê bai đất nước Việt Nam này nọ, nói không tự do ngôn luận. Nếu như không tự do ngôn luận, tại sao có những cái kênh không phải chính thống của đài truyền hình Việt Nam, các cái báo đài Việt Nam, mà có những cái kênh giống như kênh của Góc Nhìn Đảng Viên, kênh của Dương Béo, các cái kênh của Việt Nam phát sóng, và nhiều người tự lập ra YouTube B, YouTube để phát trên truyền hình. Nếu như không có tự do ngôn luận, không tự do báo chí, đương nhiên Đúng người ta rồi. sẽ phản ảnh những cái vấn đề trung thực. Còn anh mà anh lợi dụng cái mạng xã hội để anh tuyên truyền, anh kích động, anh chống phá nhà nước, anh nói sai sự thật, thì nhà nước phải 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 có cái biện pháp. Nước nào cũng vậy, chính Rõ Mỹ cũng ràng, vậy, rõ lực lượng ràng. an ninh Mỹ cũng vẫn cũng An ninh vẫn mạng anh mà tuyên truyền. Anh bây giờ tôi nói về vấn đề đó nói thì xin lỗi bác, cái nếu như mà Mỹ á, bây giờ một tổ chức nào đứng lên nó thành lập đảng cộng sản kia, yêu cầu lật đổ cái chính phủ Mỹ, nó bắt không, nó bắt, nó bỏ tù liền đó chứ. Cho đúng nên rồi. Việt Nam là một cái thể chế khác, thì đang thể chế này mà anh kêu lật đổ chế độ này thì chắc chắn là đó là vi phạm luật pháp của một cái đảng cầm quyền và một cái chế độ xã hội của một cái nước. Thì cái vấn đề đó là nó dài, nó bao hàm rộng, không thể lên đây giống như Nguyễn Long Thắng đồ chê bai cái này nọ, sống trong cái chế độ này nó có mặt đúng mặt sai, mặt được mặt không được, mặt tích cực và tiêu cực, nhưng mà không thể lấy cái tiêu cực mà nói tất cả những cái vấn đề của đất nước. Bản thân con hồi đó giờ coi những cái chương trình nó cũng cũng thấy khó, bức xúc, nhưng mà muốn lên diễn đàn để mình phản ảnh cái vấn đề này vấn đề kia cho bà con nhân dân, mà đặc biệt là người bà con người Việt ở hải ngoại thấy được cái vấn đề đó. Tuy nhiên mình không thể mình đi từ Bắc tới Nam để mình quay những cái cảnh thanh bình phát triển để mà đưa lên, đó là có những cái kênh chính thống người ta đã. Còn mình chỉ có ngồi giống giống như mình ngồi một chỗ, thì mình nói những cái vấn đề của mình hiểu biết.